Chào mọi người, đấy là chuẩn bị bỏ vào cái sọt để chuẩn bị đường nấm để xử lý củ. Cái này là khi mà giấm ấy, cái này là mình đảo này là mình đã giấm khoảng một tuần 7 đến 8 ngày rồi. Và bây giờ bắt đầu là rễ là bắt đầu bắn dần này. Đấy, rễ là bắt đầu bắn dần và cái này trồng thì rất là khỏe, rất là ok luôn. Cái thì cũng tầm khoảng được một gang rồi. Và trước khi giấm thì mình chưa xử lý ngâm xử lý nấm, bây giờ bắt đầu là nó đã ngâm xử lý nấm. Cái này giấm thì mọi người có thể là ngâm xử lý nấm trước xong thì giấm cũng được, hoặc là giấm xong là mọi người có thể là ngâm xử lý nấm đấy. Và những cái và cái lý mà khi giấm ủ được trong điều kiện mà mát ấy, thì rễ nó rất là tốt đấy. Và mọi người làm cũng phải nhẹ nhá. Đó. Rồi. Một cái bể nhỏ 30 đâu đó. Mọi người có thể là chặn xung quanh cái thư nhỏ nhỏ làm sao mà lọt được cái sọt này. Sau mình dùng vào như thế là sau là nhấc lên. Đấy. Thì cái ngấm thuốc xử lý nó có thể dùng đá con nín này hoặc là dùng Ridomin. Hoa thì một cái gói này là 15 gram thì có thể là hoa nói chung là cũng linh động, thường thì có thể tầm khoảng 20-30 lít nước, nhưng mà làm sao để vừa ngập được cái sọt này là được. Có chỗ chứ mô. Anh biết đứng ngoài này này. Không, để mình đi mình thấy tắt đấy. Ok ok. Mọi người có thể phá một gói hoặc hai gói. Ok. Vào cái lượng củ thường thường thì một gói như này thì có thể là phá gấp cho đến 1 đến 200 củ. Mà khi làm mà nhớ đeo bao tay không gắn tay cao su ấy, nó đảm bảo. Và bổ sung thêm nước để cho nó ngập cái đường này. Sau khi ngâm dung dịch đá côn đinh này khoảng 10 đến 15 phút thì bắt đầu là mọi người đưa lên. Đấy, đưa lên. Đưa lên và bắt đầu mọi người để cho nó ráo khoảng 10-15 phút, tức là nó hơi phải ráo một tí xong là mới bắt đầu là trồng. Rồi, đấy là các bước trồng cái củ hoa ly ở trong chậu 70 phút. Đây là cái chậu mà đường kính khoảng 20 phân thì mọi người trồng 3 củ. Đấy, còn đây là đường kính khoảng đây là đường kính 28 thì 5 củ thì mọi người có thể trồng đường kính cái chậu khoảng 25 đến 28 phân. Đấy. Thì cái giá thể sau khi là chuẩn bị là có đất trộn với xỉ than và một ít cái mùn, và đấy sẽ có đây, đất thêm mùn đấy và cây sơ dừa và phân bò. Sau khi mọi người đảo đều đây. Cái thành phần giá thể thì đã chia sẻ là khoảng một nửa đất
một nửa còn lại là sẽ có xỉ thán này, phân bò này, phân chuồng, và có thể là thêm một ít thành phần là chấu nữa. Đây, sẽ thêm một ít chấu. Về đối với thành phần chấu thì mọi người không cần phải nhiều quá, nó cho ngon tới, nhưng mà nó này nó cứng. Đây, cái giá thì đảm bảo nó khá là tới. Đầu tiên là mọi người cho cái giá thể nó vào chậu khoảng một nửa chậu, tầm khoảng một nửa chậu, khoảng một nửa chậu, và tùy vào cái độ dài ngắn của cái mâm thì những cái củ ở đấy, quay củ với quay cái gì với cái gì quay hết đó có chứ, những cái củ của mình đấy là đã dâm và ngâm xử thì đá con đun xong là củ cao được tầm khoảng phải một găng tay, thì mọi người tầm này là mọi người nên vui và trốn trước là tầm đến tầm này đấy, để cái rễ của nó là bò và về sáo là phủ kín hết, tức là làm sao mà cho cái củ của nó nằm ở giữa cái chậu là được, giữa cái chậu. Đây, đối với cái củ mà rễ nó ở dưới đáy nó nhiều như này thì mọi người cắt bớt đi để cho nó phát triển nó khỏe hơn. Đấy, và mọi người để một ít thôi. Đấy. Chẳng hạn nếu mà cái củ nó mầm nó chỉ tầm này thì mọi người có thể để ra hay ra một tí như này. Và khi trồng thì mọi người đặt cái củ áp với cái thành luôn, áp sát thành phần cong này, chẳng hạn nếu mà nó có cong thì cái phần lưng của nó áp vào cái thành để về sau nó thẳng dần, và chia đều cho ở ba vị trí lên, sau đấy là cho cái giá thể lên. Sau khi vùi, mọi người cho không cần phải kín đầy đến tầm này, bởi vì khi mà từ tưới thì nó trào, và đến tầm này như này là đẹp. Đấy, đều như này là đẹp. Đấy, đấy là ba củ, còn nếu mà năm củ thì thế nhỉ, cũng mọi người cũng cho giá thể vào, cũng cho tầm khoảng gần một nửa cho. Cái quay đứng bên đây này, lấy góc cảnh của cuộc này. Gần một nửa chậu như này. Đấy là chúng ta cũng lấy cái cổ lên. Và cái này cũng cắt bớt đi dễ. Đối với năm củ thì mọi người có thể trồng xung quanh thành, đấy, xung quanh như thế này, hoặc là bốn cây xung quanh xong là một cây ở giữa, nhưng mà mình thường hay trồng cái xung quanh, bởi vì là đến khi xung quanh ấy, mọi người nếu mà có cây nào mà thò thụt hoặc là mình muốn ghép chậu thì xung quanh mình cắt cái phần đất của cái củ đấy nó sẽ dễ hơn. Chứ còn nếu mà một cây thì thời gian nếu mà như này thì thời gian nó cây bốn cây xung quanh và một cây nó sẽ cái bông của nó sẽ bị đâm. Đấy, nó đâm lên một tí. Còn mình sẽ ở đây mình sẽ trồng xung quanh. Cho mọi người cho sát cái thành của chậu. Và
thì vào. Đấy là xong chậu ba củ và chậu năm củ đối với củ hoa ly. Thì sau khi trồng mọi người tưới đẫm nước luôn và để ở chỗ mát. Và những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với mọi người về những cái cách trồng khác này, cũng như là những cái lưu ý khi mà mọi người trồng ở trong chậu và cũng như là các giống của hoa ly. Rồi, xin chào mọi người.